là tim vua sở tỏi. Chà, cái cây này nó nghiêng luôn cả nhà ơi, nó ngã nè. Trái nhiều quá mà nó ngã ra đây luôn. Đây. Xâm xuệ luôn cả nhà ơi, cái kia kìa. Đây nhà, đếm nha. Đây ba trái nè. Đây bốn trái nè. Đây hai trái nè. Chín trái. Rồi dưới này. Dưới này là 3 trái nè, là 12 trái. Rồi bên kia nè, trong này trái nè, là 13 trái. Ở đây trái là 14 trái. Đằng này 2 trái nữa nè, 16 trái. Rồi chỗ này hườm hườm nữa, hai trái to hườm hườm nữa nè, là 16. Đây trái nè nè. Bà. Đây hai trái. Đây một trái. 18 20 trái luôn cả nhà ơi. Nè. Cái loại này là loại màu vàng nha. Nó chính là chính màu vàng. Ok. Màu vàng nè. Đẹp ha. Nắm tay luôn á. Golden. Golden Jubilee gì đó. Nè. Trái bự dễ thương quá. Yeah. Rồi mình hái luôn cái trái này nha. Trong này trái nè. Ngọt lắm, ngon lắm. Này màu đỏ. Đây lên nè. Ok.
hai trái, hai luôn nha, ba trái. Ở đây nó cũng cái cây giữa này thì nó nhỏ nha, thì mình ấn này xuống đi, để nó nhá ra lần kia. Trái này hùm hùm hái vô luôn ha. Đây. Ok, giờ rồi mình hái bên này cũng như đứa cái tay nữa. Còn hai trái à. Giờ nó bắt đầu nó mới ra bông nữa. Cái cây này thì chưa có thu hoạch nhiều nè. Mà thu hoạch thì chắc đã lắm á. Ok đây. Hôm nay thu hoạch được 5 trái cà chua. 5 trái cà chua. Chắc mình hái luôn cái trái này quá cả nhà ơi. Rồi 6 trái. Giờ này ra mũi không à. 4, 6 trái nha. Cái cây cà chua này nó bự quá chừng luôn. Nắm tay không hết này cả nhà. Cà chua này màu vàng nha, golden chubby vậy. Đây là trái cà chua bi nha. Bây giờ mình cũng hái luôn. Nó ngon lắm. Bữa mình ra mình hái mình ăn luôn ở đây luôn nha. Rồi bây giờ mình đem vô nhà. Một nhánh nó dễ thương lắm nha. Đây. Được một trái. Hai trái này ngày mai là hái. Thôi mình hái luôn cái này cho để chi. Nó nhỏ ngày mai mình xào thịt bò luôn. Đem vào dọn vô mình hái, mình dọn vô mình xào một lần. Đây là tặng ô nó lay được nhiêu rồi cả nhà. Với lại mới dăm ra cái rau dền á. Rau dền. Rau muống ở đằng kia. Mới nhổ ăn rồi thì cũng cho một số cái rau tiếng vua. Anh nói rau tiếng vua ăn tốt lắm cả nhà. Mới search trên mạng nói là chống ung thư nữa đó. Ung thư tiếng vua, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư gì đó nữa. Nhưng mà nói chung đại loại là chống ung thư. Thì nó có nhiều chất dinh dưỡng trong đó đó. Bây giờ mình sẽ qua đây mình hái hết cái cà tím nè. Cái nhỏ nhỏ này thì nhỏ quá mình không hái. Mười trái này hái luôn đi. Thì con rầy kia nó có cắn. Này sao nó quăng vậy nè. Cắt luôn. Cắt luôn. Mai xào cho nó đủ. Đủ nồi. Ở chị thi của mình tự một họng con tự lên luôn, chẳng ưng cái khô rớt xuống á. Đây nè, trái nhân nhỏ, đây trái nè, trái này hái luôn. Cái này năm ngoái mình định để khô lá giống trái cuối cùng á, thấy nó bụng bụng như này mình để ngoài cuối cùng giờ mọc lên nhiều quá trời, nhổ mới rồi ngồi tiếc kệ. Cứ để này trồng trong chậu. Trái này nhìn khủng khiếp quá hả? Màng đất ơi. Nhìn khủng khiếp thiệt chứ. Gừng của mình nè. Gừng. Đây là trái để giống này, nó thẳng thớm, nó ngon lành luôn. Còn đây, hai cái trái này luôn. Này nhìn thấy già quá cả nhà.
cây. Cái mảng cầu của mình đã hết. Còn đâu nữa? Ồ, trái này được nè. Trái này được nè. Cái con rẫy nó bò tới nè. Xong. Mình kỹ xong rồi. Ủa. Một trái bào sao đang đậu chỗ này nữa nè. À. Dễ thương ha. Bào sao nó thẳng thớm ghê. Nhìn cái cây cà đó, ngoài cũng đã quá ha. Trái xum xuê luôn. Rồi mấy hoa sứ của mình vậy nó ngoài cho nó đỡ. Nó mau nứt bông mà lại mau lớn, cái đẻ ra rong cái đét nó che, nó không có nắng nhiều, cũng không có tưới nước nhiều. Nên giờ đi ra ngoài hoa đẹp quá ha. Nứt cũng lâu á. Nó đang là bồng, dễ thương ha. Cái này nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái này nó ươm từ hạt nè. Sao nó ngổ hả? Không biết nó ra bông kiểu gì nữa. Nó ngổ. Này ươm hạt của ngoại cho mà không thấy lên chút nào hết trơn. Còn mấy cái loại này đâu. Ngót. Cái nhà biết gì không? Học mít. Đạt. Anh Đạt với lại Thảo lên đây cho trái mít xong bây giờ đem liền không cái thùng rác á, nó nứt hột ra cũng tiếc, bỏ vô ba hột giờ lên ba cây nè. Tương lai có mít ăn nè. Giờ một dãy đậu bắp ở đằng kia giờ bắt đầu nó mới có trái. Rau cần cua cũng thư chút chút vậy cho vui á cả nhà. Cái táo này nó thượt cao lắm á, đang là bao mắt trai mà không biết cái đậu nổi không nữa. Cây này cũng đang cao hơn cái đầu mình rồi cả nhà, này hơn cái đầu rồi đó, cũng mau lên lắm. Nước bông nước hoa này chưa. Rồi cập nhật tiếp những cái cây ổi nha, nhìn vậy chứ ổi cũng mê lắm. Đây hai nàng, đây một càng, đây một trái. Cái này hai cái nó tàn, không biết là nó có đậu không. Đợi đi. Đây trái, dưới này trái. Ây da da. Bông hoa, cây cối, cây xanh, lá xanh giờ nó xanh mơn mởn cũng thích quá. Rồi, cuối tuần này đi chơi, cuối tuần tới về là thu hoạch cái cây bồ ngót. Mình đi tuần về chứ hả, thấy sẽ lấy mấy cái đồ mình trồng nó xum xuê luôn đó cả nha. Cái chanh nè, cái tắc nè. Ồ, sẽ mai mốt mình sẽ làm cái video mình nấu nước để ủ cái tóc mình nè. Thấy tháng trước mình ủ, mình thích lắm. Tại vì nó mọc ra tóc nhiều. Nhưng mà hai tháng sau mình lười biếng quá, rồi cái tóc nó rụng, mau rụng mà nó lại không có mọc nhiều nha. Sẽ bây giờ mình sẽ làm lại. Mình sẽ nấu một nồi nước đầy thứ gì đủ loại lá mà để cho giúp tóc mọc với không có rụng tóc nha. Bí quyết học của người này người kia, học lóm người chút chút thành bí quyết.